Đừng sử dụng loại bao nhựa nhỏ rồi ném chúng đi từng cái như vậy. Bao nhựa rất hại cho môi trường của thế giới. Hãy dùng thùng nhựa hay thùng gỗ mà có thể chùi rửa để dùng lại, không cần phải dùng bao nhựa để lót ở bên trong thùng. Hãy tiết kiệm và giữ cho thế giới khỏi bị ô nhiễm, để con người có thể vui sống. Chúng ta đã làm ô nhiễm thế giới quá nhiều rồi. Địa cầu vẫn còn tồn tại được thì quả là một phép màu. Hồi sư phụ còn nhỏ, trong nhà có xây một cái hồ. Bên trong tường hồ tự nhiên mọc một cây bồ đề rất tươi tốt. Bờ tường đó bằng xi măng mà cây lại từ trong đó mọc ra, nên ai cũng lấy làm lạ, vì gần đó không có cây bồ đề nào cả. Khi ông bà cụ dọn vào nhà con gái lớn ở, thì trong tường lại mọc ra một cây bồ đề nữa, và nhiều cây bồ đề mọc lên trong sân nữa. Trước kia hai cụ tưởng rằng vì trong nhà có nhiều thờ tượng Phật bày biện rất trang nghiêm, cho nên có Phật xuống và có thể có cây để hóng mát. Sau này mới biết đó là điềm cho hay trong nhà có Phật sống. Lúc trước tôi đã nói rồi, nếu thời tiết tốt thì tới thăm tôi và nhìn tôi. Nếu quá nhiều người, chúng ta không có đủ nước. Khi tôi không có ở đây, quý vị có thể thay phiên nhau. Hôm nay người Đài Trung đến, rồi ngày mai người Đài Bắc, chẳng hạn vậy. Như vậy mình sẽ không dùng quá nhiều nước. Nếu quý vị muốn mang nước về nhà thì hãy lấy một ít thôi, rồi hòa với 20 ga lông nước. Cho dù chúng ta đã đào nhiều giếng và có nhiều tháp nước, chúng ta cũng không nên quá tham lam. Càng có nhiều công đức, quý vị càng may mắn. Tuy nhiên, quý vị càng tham lam thì sẽ càng mất nhiều công đức, điểm tâm linh của quý vị sẽ bị khấu trừ. Không có gì miễn phí trong thế giới này. Dĩ nhiên là tôi cống hiến mọi thứ miễn phí, nhưng với Ma Vương thì không có thứ gì miễn phí cả. Ma Vương sẽ khấu trừ một số điểm. Dĩ nhiên, chúng ta có thể đào giếng để lấy nước cho mình dùng, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên để nước luân lưu dưới lòng đất. Như vậy, cây cối và hoa có thể chia sẻ một ít. Không nên thâu tóm hết cho riêng mình. Chúng ta đã có nước ở nhà rồi, cây cối bất lực, vì chúng chỉ có thể dựa vào nguồn nước trong thiên nhiên. Ở đây, chúng ta có đủ nước để nấu ăn. Quý vị có thể đến đây uống một ít và dùng một ít, như vậy là đủ rồi. Nếu muốn mang về nhà một ít thì chỉ một chén nhỏ thôi, thật ra thì cũng không cần thiết. Quý vị đến đây mỗi tuần ăn và uống ở đây. Nếu chúng ta không dùng nước, nước sẽ chảy tới cây cỏ và bảo vệ môi trường. Một số cây có đẳng cấp tâm linh rất cao, quý vị không biết được. Đẳng cấp thứ năm phải. Có những cây rất lớn và tâm linh rất cao. Đó là lý do nhiều người ngồi thiền dưới gốc cây, họ cảm thấy tốt. Một số công viên và cây nhỏ hơn, cho dù những cây này không phải đẳng cấp cao mà là đẳng cấp thứ ba, họ cũng làm cho chúng ta cảm thấy rất tốt rồi. Cây ở đó để bảo vệ thế giới, để ổn định thế giới và cung cấp oxy, hiểu không? Cây hấp thụ thánh khí. Đó là một cách để thu nghiệp chướng và ban tặng phước báo. Nếu cây cối không thuộc đẳng cấp cao, làm sao có thể làm như vậy? Nhìn xem, cây cối không có mắt, không miệng, không gì cả. Vậy làm sao họ biết phải làm gì? Đó là vì cây cối có tâm linh cao, hiểu không? Do đó, chúng ta nên tôn trọng vạn vật, đừng lạm dụng bất cứ thứ gì. Có một số cây tự nguyện đến đây để bảo vệ chúng ta và chia sẻ một ít phước báo của họ với chúng ta. Cho nên đừng tùy tiện đốn cây và tỉa cây. Tôi không biết chính phủ ở đây có cấm điều này không, tại vài quốc gia khác. Nếu quý vị muốn đốn những cây lớn thì phải xin phép, cho dù đó là cây do quý vị trồng cũng vậy. Sau khi cây đã lớn, quý vị không thể tùy tiện cắt bỏ, trừ khi tự nó ngã xuống. Quý vị không được đốn ngã. Ở thế giới này, quý vị có thể làm bất cứ điều gì, chỉ là phải trả. Không phải trả bằng tiền bạc mà phải trả bằng nghiệp chướng. Tùy vào mức độ lớn nhỏ của việc mà quý vị làm. Tùy là quý vị lấy đi bao nhiêu từ kho vật chất của đấng sáng tạo.
Lấy càng nhiều trả càng nhiều, lấy càng ít trả càng ít. Vì vậy mà sư phụ khuyên nên ăn chay, bởi vì điều này ít tốn kém nhất. Mặc dù sao cũng có sự sống, nhưng ăn sao không phải trả nhiều nghiệp, không phải tạo gánh nặng quá lớn cho quý vị, không phải ăn sao quả là quý vị không trả. Nhưng nếu quý vị không trả nợ cho đấng tạo hóa, thì quý vị không thể nào đến với đấng toàn năng, vấn đề là như vậy. Bởi vì bất cứ sự đau khổ nào của chúng ta ở đây cũng chỉ là tạm thời. Cho nên, nếu chúng ta không sửa đổi sự đau khổ ở đây, thì sau khi chết, thậm chí sẽ càng đau khổ hơn. Hiển kiếp không phải là điều để lo ngại, mà cái đáng lo ngại là nhân quả xấu, là nghiệp quả xấu sẽ tiếp tục theo đuổi chúng ta như cái bóng, bất cứ là chúng ta đi tới đâu. Do đó không phải là chúng ta thoát khỏi địa cầu rồi sự đau khổ sẽ chấm dứt, không bao giờ chấm dứt. Nếu chúng ta tiếp tục đi về hướng nam, hoặc chúng ta đi từ Sydney đến phía nam, chúng ta vẫn là đi hướng về phía nam. Nếu bây giờ không ngừng và quay đầu lại để đi về hướng bắc, chúng ta sẽ không bao giờ ngưng việc đi về phía nam. Chúng ta không ngừng lại cho đến khi đến miền nam hoặc tiếp tục đi hướng nam. Nên tôi nói với họ, nếu không kết liễu đau khổ bây giờ, chúng ta sẽ không bao giờ kết liễu nơi nào khác. Và đó là vì sao tôi muốn cứu địa cầu. Để người ta có cơ hội nhận ra sự vĩ đại của họ, có thời gian để suy nghĩ và họ nên chỉnh đốn lối suy nghĩ, cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Họ có nhiều thì giờ hơn để chỉnh đốn lại, sắp xếp lại, xây dựng lại cuộc sống cho xứng đáng là con cái của Thượng Đế, xứng đáng là một chúng sinh cao thượng trên địa cầu. Chúng ta muốn cho họ thời gian. Tôi lo lắng không phải cho nhục thể mà cho linh hồn của họ, hậu kiếp của họ. Vì nếu họ không dứt đau khổ ở đây, họ sẽ mang đau khổ với họ, hoặc đau khổ đó sẽ theo đuổi họ khắp nơi. Nếu quý vị không thay đổi cái áo hồng của mình ngay bây giờ mà tiếp tục đi ngay cả với nó, quý vị làm sao trông khác đi được? Quý vị đang mặc áo hồng và dù không thích cái áo hồng chút nào, nhưng nếu quý vị bước ra khỏi thiền đường này, quý vị vẫn đang mặc áo màu hồng. Cho nên, nếu không thích áo hồng, quý vị hãy thay áo. Dù quý vị vẫn ở trong trung tâm hoặc đi ra khỏi đó lúc này, quý vị đã trông khác. Sự đau khổ sau khi quý vị lìa trần sẽ càng trầm trọng hơn bây giờ. Giả sử bây giờ nhìn thấy người ta đau khổ, quý vị không chịu được. Nhưng những người đang ở trong nhục thân, dù họ đau khổ về thân thể vật chất và tinh thần, có thể là chút ít, vẫn không nặng nề như khi quý vị mất đi nhục thể. Người ta nói, khi xuống địa ngục, quý vị đau khổ hơn. Bởi vì mọi việc sẽ trở nên rõ ràng và quý vị sẽ biết mọi việc, quý vị sẽ hiểu được nhân quả xấu của mình. Những việc xấu quý vị đã làm trong tiền kiếp và quý vị sẽ hiểu mọi điều xấu mà quý vị từng làm cho bản thân và bất cứ ai khác hoặc thú vật. Rồi sự đau khổ của quý vị sẽ lớn hơn, mãnh liệt hơn, hàng trăm lần, ngàn lần, triệu lần, nhiều hơn sự đau khổ mà quý vị nhìn thấy ngay lúc này trên địa cầu. Vì một khi không có thân thể, chúng ta sẽ nhận biết mọi việc nhiều hơn. Chúng ta thấy rõ mọi việc và sự đau khổ sẽ tăng thêm vì chúng ta nhận được những điều sai trái mà chúng ta đã làm. Và chúng ta sẽ ngày càng xa cách đại ngã của mình và sự đau khổ thật không thể tưởng tượng. Đó là lý do chúng ta phải cứu địa cầu, cứu nhân loại để họ có cơ hội trở về với đại ngã của họ và tự cứu chính mình. Thân thể tuy là thứ vật chất nhưng rất hữu dụng. Không có nó, chúng ta không làm được gì ở đây. Chúng ta không thể giúp các chúng sinh khác. Do đó, chúng ta phải tự bảo vệ thân thể. Tu hành có hai mặt, vật chất và tâm linh. Chúng ta cũng cần phải chăm sóc phần vật chất. Không có thân thể hoặc khi chúng ta không khỏe thì rất khó tu tập. Cho nên ăn vừa đủ thôi. Nói thật quý vị biết, nhiều thứ mà chúng ta cho dù là thuần chay cũng vẫn chứa một lượng độc tố nào đó, bởi vì thế giới chúng ta đã bị ô nhiễm từ lâu lắm rồi. Nước, đất và không khí
ít nhiều đều bị ô nhiễm. Quý vị biết điều đó, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, tất cả thực phẩm đều có một ít độc chất bên trong. Sau khi ăn một thực phẩm nào đó nhiều năm, thân thể chúng ta sẽ bị dị ứng. Cho nên, nếu bị dị ứng với thực phẩm nào thì đừng ăn nó nữa, hoặc ăn ít bớt lại. Nhưng tốt nhất là ngừng ăn thứ đó. Thật ra, chúng ta ăn là do thói quen. Chúng ta đã quen với những thức ăn đó, nên thích ăn. Ăn thì tốt, chứ không phải không tốt. Người tu hành chúng ta không cần phải nhịn ăn. Khi ăn uống, chúng ta trao đổi nghiệp chướng và công đức với những người khác. Đó là vì sao nhiều minh sư ăn cơm và rau quả. Bởi vì để sản xuất một bát cơm và rau quả đòi hỏi rất nhiều công sức. Các nông dân gieo trồng, rồi thần mưa, thần mặt trời và thần gió trợ giúp, vân vân. Ngay cả dung đất, ong, thậm chí ruồi, cũng như nhiều loài vật mà chúng sinh khác đã làm, mới tạo ra được một bát cơm cho chúng ta. Không chỉ nông dân mà cả những nhà buôn, những người trung gian, vân vân. Và ngân hàng, rồi những người lái xe giao thực phẩm tới nơi cho chúng ta. Còn có những nhà buôn, các chủ tiệm đã đánh liều tiền bạc để duy trì cửa hàng hoặc kinh doanh của họ. Rồi chúng ta phải lái xe, xe chúng ta được chế tạo bởi rất nhiều người. Ngay cả xe điện cũng cần rất nhiều công sức để chế tạo và liên quan đến rất nhiều người. Nếu chúng ta tu hành tốt thì có thể chia sẻ một ít công đức với những người này, cho dù chúng ta đã trả tiền cho họ. Vì sự trao đổi mà nhiều minh sư ăn uống, nếu không họ không cần ăn thứ gì cả. Trước khi thiền, việc gì phải làm thì làm cho xong. Nếu mệt thì ngủ một giấc, đừng ngủ lâu quá nửa tiếng hay một tiếng, dùng đồng hồ báo thức đánh thức mình dậy. Sau khi tỉnh dậy, lấy nước lạnh rửa mặt hay đi tắm, tắm nước ấm trước. Nếu không lạnh quá thì tắm nước lạnh cho tỉnh, rồi đi bộ, xong rồi ngồi thiền. Nếu làm chưa xong việc, thân thể mệt mỏi quá, sẽ cảm thấy buồn ngủ bậy thôi. Có thể mở nhạc lên, nhạc của chị Hai hay nhạc cổ điển nhẹ nhàng để nho nhỏ. Vì nhiều khi đầu óc bận rộn quá không đủ sức tập trung. Bất cứ người nào đã thọ tâm ấn, nếu không tu hành, trì giới và vẫn bám víu vào thế giới ta bà này, thì sẽ phải trở lại vì họ không thành tâm muốn được giải thoát. Tuy nhiên, lực lượng của minh sư sẽ tiếp tục dìu dắt người đó, dù người đó đi đâu chăng nữa. Đối với những đồng tu tinh tấn tu hành, thì sau khi thời gian ở thế gian này chấm dứt, họ sẽ được đưa lên một thế giới cao hơn, rồi tiếp tục học ở đó, và sẽ không còn đau khổ trong sinh tử luân hồi. Tôi không muốn nói là quý vị ngồi một chỗ suốt ngày mà hãy làm những gì đến với mình. Tuy nhiên, nếu tập trung vào quán âm lâu được, sẽ cảm thấy rất dễ chịu và thăng hoa. Lúc nào cũng đặt sức chú ý ở mắt trí huệ, dù đang quán âm hay là quán ánh sáng. Nên cố thư giãn và đừng để tâm tới những cảm giác của thân thể tạp niệm. Ánh sáng thiêng liêng rất e thẹn và vi tế, không dễ gì phát hiện được. Kiên tâm tu hành, nhất định sẽ dần dần tiến bộ. Ngồi thiền trong ánh sáng hay trong bóng tối đều được cả. Nếu thiền lúc sáng sớm hoặc khoảng 3 giờ sáng hoặc 5 giờ thì tốt. Lúc đó bầu không khí còn yên tĩnh và đầu óc ít loạn động, có thể tập trung dễ dàng hơn. Giữa bạn bè và thân quyến tặng quà cho nhau không sao cả, nhưng hãy cố gắng trả lại họ bằng những món quà giá trị tương đương nếu được. Còn về cử chỉ thương yêu giữa vợ chồng hay bạn trai bạn gái, những chuyện này không có gì trái nghịch với sự tu hành, miễn là đôi bên luôn sống trong Thượng Đế và không bao giờ sao lãng chuyện tu hành. Nếu mình có bạn đời cùng tu hành, cùng đường đạo, điều này có giúp hỗ trợ mục tiêu nhận thức sự đồng nhất với Thượng Đế không? Hay cả hai rốt cuộc lôi kéo nhau vào đời sống thế tục? Phần lớn là vậy, phần lớn rốt cuộc lôi kéo nhau vào đời sống thế tục. Tôi rất tiếc phải nói như vậy. Bất cứ gì chúng ta yêu thích hoặc ràng buộc là một cản trở lớn cho sự tiến bộ tâm linh của mình. Nhưng quý vị phải trả cái giá. Bất cứ gì quý vị muốn, quý vị phải trả. Và đó là giao ước thỏa thuận.
Bởi vì không nhất thiết quý vị là người tìm kiếm cái gọi là quan hệ thế tục này. Có lẽ người nào đó đang tìm kiếm quý vị do quan hệ nhân quả từ những tiền kiếp. Ràng buộc nhân quả từ những tiền kiếp đôi khi trở lại và họ vô tình lôi kéo quý vị vào. Càng gần, lực kéo càng mạnh. Cho nên, không nhất thiết luôn luôn là lỗi của quý vị, mặc dù quý vị vô cùng quyết tâm để cống hiến hoàn toàn cho Thượng Đế. Đôi khi, quan hệ nhân quả ở gần bên kéo quý vị và đồng thời một ý thức chung của toàn thế giới, như là truyền thông, mình lớn lên phải lập gia đình có địa vị gì đó, hiểu không? Nó luôn khao khát được ban phát. Và quý vị có thể dùng nó để ban phát cho thế giới hay có thể dùng nó để ban phát cho một cá nhân, mình gọi là người yêu hoặc là người nhà hoặc là thú cưng vân vân. Nhưng thật ra, chúng ta nhớ tình thương thiêng liêng trong mình và tình thương thiêng liêng này cũng muốn cho và nhận, đáp và trả lại. Do đó, chúng ta cố bắt lấy bất cứ bản sao nào gần bên hoặc bất cứ gì mình có thể đặt tình thương của mình vào hoặc ban phát tình thương. Nếu chúng ta có thể dùng tình thương này để phục vụ nhân loại và cống hiến cho Thượng Đế, thì đó sẽ là giải pháp tốt nhất và mãn nguyện cho mình. Tình cảm giữa vợ chồng nhiều khi có bất hòa, cãi vã. Có lúc cũng có trách nhiệm của người chồng. Nếu người chồng làm tròn trách nhiệm của mình, sống cuộc đời thú vị, người vợ sẽ kính trọng chồng. Người vợ bận rộn chăm sóc gia đình, đỡ đần mẹ chồng, nuôi con, lại phải lo cho chồng thì thật là mệt quá. Chúng ta đừng nghĩ rằng sau khi lập gia đình, làm việc gì cũng phải làm theo người bạn đời của mình thì mới gọi là yêu. Ngoài việc yêu thương vợ, yêu thương gia đình, bổn phận trách nhiệm cũng phải làm tròn. Như thế đời sống của chúng ta mới an bình và thú vị. Nếu mỗi ngày chỉ bám theo vợ, chuyện quân sự không lo, bỏ bê thuộc hạ, quốc phòng không ngó tới, quý vị thấy một người chồng như thế có tốt không? Chúng ta chỉ cần thành thật với chính mình, thành thật kiểm thảo và thanh tịnh hóa bản thân, khiêm tốn và cố gắng thực hành giáo lý minh sư, rồi lực lượng minh sư và đại trí huệ bên trong sẽ luôn luôn dẫn dắt chúng ta đúng đường, đúng hướng. Người ta đã chứng minh rằng đánh cá mòi quá mức tạo ra nhiều vùng chết. Cá hiện hữu là có lý do. Họ hiện hữu là để oxy hóa biển hoặc tạo sự sống cho những loài khác hoặc làm sạch môi trường. Bất cứ loài nào Thượng Đế để lại trên địa cầu đều có việc để làm. Chủng loài nào cũng có việc để làm. Giống như loài người, chúng ta có việc để làm. Loài vật họ cũng có việc để làm. Ngay khi cả cá nhỏ như cá mòi, họ cũng có việc để làm. Chỉ là nhiều người vô minh nghĩ rằng đó chỉ là con cá nhỏ, dù sao cũng chẳng lợi ích gì, vô dụng thôi. Họ không vô dụng đâu. Người ta nghĩ họ vô dụng nên bắt họ lên và ăn. Nhưng họ vô cùng hữu ích cho hệ sinh thái của chúng ta, cho sự lành mạnh của địa cầu và vì vậy rất có lợi cho sức khỏe con người và muôn loài trên địa cầu. Quý vị hãy thu thập tất cả dữ liệu này từ truyền hình vô thượng sư hay bất cứ trang mạng nào hoặc thông tin tìm thấy tại thư viện bất cứ nơi nào rồi in tất cả lên tờ thông tin và đưa cho những người ăn cá. Cũng vậy, nghiệp chướng quá khứ của chúng ta đã được cất giữ trong ký ức chúng ta. Khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nó mới có cơ hội phát triển. Trong quá khứ, chúng ta đã làm rất nhiều lỗi lầm. Nếu như bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục làm, thì sẽ tạo cơ hội cho những lỗi lầm này kết nối với những lỗi lầm của quá khứ, để rồi phát triển thành nghiệp chướng trong hiện tại hoặc tương lai. Nếu hiện tại chúng ta không tạo lỗi lầm nữa, nó sẽ không có cơ hội, không có vật liệu, không có những điều kiện cần thiết để phát triển. Cho dù có tọa thuyền mỗi ngày, chúng ta vẫn còn tạo ra những nghiệp chướng phi tế. Vạn nhất, chúng ta vô ý tạo ra những nghiệp chướng mới, chúng ta có thể dùng lực lượng Quán Âm để sửa sạch. Cho nên mới an toàn, không còn chỗ hở cho chúng nảy mầm. Chúng ta chỉ có thể thật sự nhận thức được sự huy hoàng của Thượng Đế qua thiền định mỗi ngày,
để câu thông với lực lượng vạn năng của Thượng Đế bên trong. Đây chính là những điều mà các vị thánh nhân và minh sư muốn dạy dỗ chúng ta. Cho nên tu pháp Quán Âm không ảnh hưởng đến lòng tôn kính và tưởng nhớ các vị thầy quá khứ của quý vị. Ngược lại, còn là cách tốt nhất để báo đáp đền ơn cho họ.